Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh 98GHzGames. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series Plants Zombie phần 2. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Chúng ta đang ở thế giới Pirate Seas. Tiếp tục cửa thứ 13. Ở cửa này thì nó cũng có cho mình đủ 3000 mặt trời. Chúng ta phải sử dụng đủ 3000 mặt trời à? Ok luôn. 3000 mặt trời thì dùng cái gì đây? Hướng dương, đội hình cũ đi. Đội hình cũ. Bắt đầu nè. Hướng dương này. Trồng một hàng hướng dương. Đó. Bụt hướng dương tiếp. Rồi đủ hàng hướng dương rồi. Người cho một tích tiền này mua cây pháo dừa đại bác. Ối, bánh mất cây hướng dương rồi. Có cái biển này. Đây mấy cây của mình. Điều nào nhiều lên đang cần tiền. Ok đây là sửa bát này. Rồi ối trông ngon rồi. Nhiều bớt một cây đi. Ôi giời ơi. Thôi bay mất rồi. Nhơn bay luôn. Đông rồi. Ôi không đủ luôn. Còn thêm nhiều chứ. Cấm rất nhiều. Nhiều là trời ơi thua rồi mà trông quá. Lại tôi đợi anh em thua rồi. Không đủ 3000 mặt trời. Chơi lại nào. Làm nào để qua bàn này bây giờ? Căng phết nhỉ. Lại nè. Đường xương. kiểu hướng dương. Cô dương ngang như nào? Thế nhỉ? Bạc. Đây là con vẹt này. Ủa? Vẹt này em mang đi đâu đây? Bế mất cây này rồi. Thôi xong rồi. Hy sinh rồi. Được. Có vẻ không ngon lắm. Nó này nhiều hoang dương nhỉ, chứ nó không hiểu rồi. Ôi ôi rồi. Như nào đây nhỉ? Không hiểu phần này thế nào. Còn một nghìn nữa. Kiếm đâu ra 1000 bây giờ? Rồi, nhanh. Cảm ơn. Mỗi rồi ôi, sắp được rồi. Come on nào, mặt trời đâu, hướng dương, 500. Cần lắm cái lá. Ô không, đây dặm đi anh ơi. Mời anh dặm hộ em cái. Đủ 3000 mặt trời nào. Đó. Bán bớt đi. Này. Lọc đi. Ha, mình đã hiểu. Cần 3000 mặt trời ở đây ư. Đây này. Ủa. Rồi ra nhanh nào. Nhanh, come on. Trồng hoa ra này, đủ rồi, sắp đủ rồi. 3000 rồi sao? Được, cái này lên bán. Cuối cùng cũng đã qua được bán anh em ơi, yeah. Ok, hợp lý. ra nhận thưởng nào. Nhận thưởng 2 kim cương. Có gì nữa không? Mở quà. Đi đây. Tiền 500 tiền. Nâng cấp sức mạnh cho con đậu. Lại nâng cấp sức mạnh cho đại bác dừa. Hết rồi. Ok. Video tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chơi ở cửa thứ 14 và cửa thứ 15.